Chúng ta đã nghe một cái bài trình bày hết sức thú vị của tiến sĩ Lê Khắc Bảo. Và có lẽ giữa buổi trưa đói như này nhưng nghe thầy Bảo trình bày thì cũng hết đói, đúng không? Tôi xin phép đi vào cái nội dung thứ hai trong cái phiên symposium hôm nay, đấy là vai trò của dụng cụ HIT trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái phần trình bày của tôi thì xin phép có ba cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất là tầm quan trọng của dụng cụ HIT với bệnh nhân CPD. Thứ hai là cơ sở khoa học cho việc lựa chọn dụng cụ HIT. Và thứ ba là lựa chọn dụng cụ HIT cho các bệnh nhân mà có lực HIT yếu. Thế thì chúng ta cùng nhìn lại cái định nghĩa của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy đây là một cái bệnh mà nó đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng liên quan đến các cái bất thường ở đường thở, và cho chính vì thế thì chúng ta cần phải làm thế nào để đưa được các cái thuốc vào cái vị trí tác động của nó, chính là cái đường thở. Thế thì các cái hướng dẫn điều trị chúng ta cũng thấy rằng là cái mục tiêu mà các hướng dẫn đưa ra đấy là giảm triệu chứng cũng như là giảm các cái nguy cơ cho bệnh nhân. Và các cái hướng dẫn điều trị cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo hết sức cụ thể về việc lựa chọn thuốc cho từng nhóm ABCD mà chúng ta cũng rất là quen thuộc trong nhiều năm nay rồi. Và sau mỗi cái đợt điều trị thì bao giờ thì chúng ta cũng sẽ phải gặp lại bệnh nhân để đánh giá xem là người bệnh người ta đã thực hiện đúng các cái sử dụng dụng cụ hay chưa, rồi đã tuân thủ điều trị hay chưa, và chúng ta cũng sẽ cân nhắc xem là tiếp tục duy trì thuốc hay là nâng bậc hay là giảm bậc, hay là chúng ta có thể lựa chọn một cái dụng cụ khác phù hợp hơn cho bệnh nhân hoặc là các thuốc phù hợp hơn cho bệnh nhân. Một câu hỏi mà chúng ta vẫn thường xuyên nghe các bệnh nhân của chúng ta đặt ra đấy là tại sao đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta lại phải ưu tiên sử dụng các dụng cụ HIT? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Việc sử dụng các dụng cụ HIT nó sẽ đưa thuốc trực tiếp đến các đích tác động với cái liều sử dụng thấp mà hiệu quả nó sẽ cao, và chính vì thế nó sẽ hạn chế được cái thuốc đi vào đường toàn thân, làm giảm các tác dụng ngoại ý. Và đấy chính là cái tầm quan trọng của việc sử dụng cái dụng cụ HIT. Vậy thì cái cơ sở khoa học như thế nào để cho chúng ta có thể lựa chọn các cái dụng cụ HIT phù hợp cho bệnh nhân? Ở đây chúng ta thấy trên thị trường của chúng ta hiện nay có rất nhiều các cái dạng dụng cụ phân phối thuốc khác nhau. Các cái dụng cụ phổ biến như là các cái bình xịt định liều mà chúng ta đã khá là thông dụng trong nhiều năm qua. Đây là các cái bình HIT mà tạo ra các hạt thuốc dạng phun sương khi mà chúng ta nhấn vào cái dụng cụ. Cái loại thứ hai cũng khá là phổ biến trong những năm gần đây, đấy là các cái dụng cụ DPI, bình HIT bột khô, đúng không? Với rất nhiều những cái dạng thuốc khác nhau như là IQ-Haler, Handy-Haler, Chubu-Haler hay Ellipta. Và cái dạng thứ ba mà chúng ta cũng thấy xuất hiện trong một vài năm trở lại đây, đấy là các cái thuốc gọi là bình dạng phun sương hạt mịn. Thuốc sẽ được tạo ra dưới hạng hạt khí dung sau khi nhấn nút giải phóng ở trên bình thuốc. Vậy thì cái cơ sở khoa học như thế nào để giúp chúng ta lựa chọn một cái dụng cụ HIT phù hợp cho bệnh nhân? Ở đây chúng tôi thấy có hai cái vấn đề chính. Thứ nhất, đấy là các cái đặc điểm về kỹ thuật thiết kế của dụng cụ. Làm thế nào để tạo ra các cái tốc độ khí phù hợp, rồi cái thời gian tồn tại ở dạng khí dung, và kích thước phân tử và cái kháng trở nội tại của dụng cụ. Thì đấy là các cái đặc tính kỹ thuật của dụng cụ liên quan đến các cái là cơ sở cho chúng ta lựa chọn dụng cụ thuốc. Cái thứ hai đấy là vấn đề của người bệnh. Thì một cái trong những cái điều mà chúng ta cũng rất là quan tâm đến là cái lưu lượng hít vào đỉnh của người bệnh, nó sẽ quyết định xem là bệnh nhân có cái đủ cái điều kiện để hít các cái thuốc vào phổi tốt nhất hay không, rồi các cái kỹ thuật hít và cái sự tuân thủ điều trị, và cái mục đích cuối cùng là làm thế nào để cho bệnh nhân của chúng ta có thể đưa thuốc vào cái đích tốt nhất và phát huy hiệu quả tối ưu. Cái hình ảnh này thì cho chúng ta thấy được là cái đường đi của thuốc khi mà đi vào đường thở. Thì chúng ta thấy ở đây có 90% là các thuốc sẽ di chuyển theo quán tính. Có khoảng 9% thì nó sẽ ảnh hưởng bởi trọng lực, và có 1% là do các khuếch tán. Thế thì một cái dụng cụ HIT mà hiệu quả thì chúng ta xét từng tiêu chí ở cái tốc độ dòng khí. Nếu mà tốc độ dòng khí quá nhanh theo quán tính, nó sẽ đi thẳng và nó sẽ lắng động ở hầu họng, làm cho các cái thuốc nó sẽ không dễ dàng đi vào đường thở một cách theo đường cong tự nhiên của đường thở. Do vậy, một cái dụng cụ HIT mà tối ưu thì cần phải có một cái vận tốc dòng khí vừa phải. Vấn đề thứ hai là kháng lực của dụng cụ. Thì kháng lực cao, lưu lượng hít vào sẽ thấp, đòi hỏi người bệnh phải hít một cái lực hít mạnh để đưa thuốc vào trong đường hô hấp. Do vậy thì một cái dụng cụ mà tối ưu thì cần phải có cái kháng lực thấp. Và thứ ba, đấy là cái thời gian tồn tại của thuốc ở cái dạng gọi là dạng lơ lửng. Nếu mà thời gian tồn tại quá ngắn thì nó sẽ rất khó để cho chúng ta thực hiện cái động tác gọi là phối hợp tay bóp miệng hít. Do vậy, một cái dụng cụ tối ưu thì nên có cái thời gian là dạng lơ lửng trên 1 giây.
Và chúng ta cũng thấy rằng là đối với các kích thước hạt nó cũng rất là quan trọng trong quyết định cái vị trí lắng đọng của thuốc. Đối với những cái hạt mà có kích thước lớn trên 10 micromet thì phần lớn nó sẽ lắng đọng ở cái vùng mũi họng. Thế những hạt mà kích thước khoảng 5 đến 10 micromet thì chúng ta thấy nó sẽ đi xuống các đường thở dưới. Và đặc biệt những cái hạt mà kích thước nhỏ từ khoảng 1 đến 5 micromet thì nó có thể cho phép khuếch tán xuống các cái đường thở ngoại vi. Và ở đây chúng ta có thể thấy trên nhiều các cái dụng cụ khác nhau khi mà người ta đánh giá cái độ phân phối thuốc tại phổi thì có thể thấy các cái dụng cụ mà mang lại các cái hạt kích thước nhỏ thì có vẻ như là nó sẽ phân phối vào phổi. Đấy là các yếu tố mà liên quan đến các đặc tính của dụng cụ hít. Một cái yếu tố mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng đấy là các cái lưu lượng hít vào của bệnh nhân. Nó cũng sẽ góp vào phần mang lại cái hiệu quả điều trị. Thì cái lưu lượng hít vào đỉnh của bệnh nhân nó phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như là giới tính, rồi tuổi, rồi chiều cao, rồi cái số đợt cấp cũng như là cái chức năng phổi của bệnh nhân. Ở đây thì người ta thấy rằng đối với các bệnh nhân mà có lưu lượng hít thấp dưới 60 lít một phút ý, thì thường có cái mức độ triệu chứng nhiều hơn. Rồi các cái bệnh nhân mà có lưu lượng hít thấp thì cũng ghi nhận thấy các cái tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp nhiều hơn. Do đó thì có thể nói rằng là cái khả năng hít vào của bệnh nhân là một cái yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn dụng cụ. Thông thường trong thực hành lâm sàng thì chúng ta có thể đưa ra một cái câu hỏi cho người bệnh của mình là xem là bệnh nhân của chúng ta là có thể hít vào nhanh và sâu hay là bệnh nhân hít vào chậm và từ từ bền bỉ. Thì nếu mà bệnh nhân của chúng ta hít vào nhanh và sâu thì chúng ta có thể khuyến cáo sử dụng các cái DPI, hay là những cái bệnh nhân mà hít vào chậm và có thể kéo dài thì có thể sử dụng các dụng cụ như là PMDI hay là SMI. Còn nếu bệnh nhân mà có cả hai cái đặc tính này thì chúng ta có thể có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Cái nội dung thứ ba tôi xin phép được trình bày đấy là vấn đề lựa chọn dụng cụ hít cho những bệnh nhân mà có lực hít kém. Thì chúng ta thấy rằng là gì, khi mà sử dụng một cái dụng cụ DPI thì chúng ta cần thấy có những cái yêu cầu sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân cần phải gắng lực hít tốt nhất có thể để đưa cái thuốc từ dụng cụ vào đường hô hấp. Rồi chúng ta phải hướng dẫn là hít nhanh ngay từ ban đầu để gia tăng vận tốc cho các phân tử thuốc. Rồi cần phải tiếp tục hít kéo dài để hít được tối đa cái lượng thuốc. Và khi so sánh cái gắng lực hít yêu cầu giữa các dụng cụ khác nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây các dụng cụ DPI thì thường là đòi hỏi cái lực hít nhiều hơn so với dụng cụ khác như là PMDI hay là Respimat. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái DPI thì phân phối thuốc vào phổi nó phụ thuộc khá nhiều vào cái lực hít của bệnh nhân. Và khi mà người ta làm một số những cái đánh giá về các cái lỗi khi mà sử dụng DPI thì cái lỗi mà thường gặp nhất lại là cái lỗi mà cái lưu lượng đỉnh của bệnh nhân thấp hơn so với cái đòi hỏi cần thiết. Một cái nghiên cứu mà người ta đánh giá ý kiến của các chuyên gia hô hấp tại Tây Ban Nha về các cái ưu nhược điểm của các dụng cụ thông qua việc khai thác một cái bộ câu hỏi thì người ta thấy rằng có rất nhiều các cái tiêu chí được đưa ra, nhưng các tác giả thì quan tâm đến các cái vấn đề một cái dụng cụ hít tốt thì cần phải phân phối vào phổi tốt với cái lực hít vừa phải. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ là các cái tiêu chí cho rất nhiều các loại dụng cụ khác nhau được các chuyên gia hô hấp người ta đưa ra. Và chúng ta thấy rằng đối với các DPI thì phần lớn là chúng ta thấy đòi hỏi một cái lực hít cần thiết cũng như là cái độ phân phối vào phổi thì có vẻ như là thấp hơn các cái dụng cụ như là Respimat hay là Modulin. Vậy thì người ta có đưa ra những cái hướng dẫn để giúp chúng ta trong thực hành lâm sàng đối với những bệnh nhân mà có thể hít được. Thì nếu lực hít đầy đủ và phối hợp động tác tốt thì chúng ta có thể sử dụng PMDI có thể kết hợp với buồng đệm hoặc không, hay là bình hít bột khô DPI hoặc là SMI. Nếu mà bệnh nhân phối hợp kém thì chúng ta nên cho sử dụng các PMDI phối hợp với buồng đệm và hoặc là DPI hoặc là SMI. Còn đối với những bệnh nhân mà có lực hít kém ấy mà còn phối hợp tốt thì có thể sử dụng PMDI phối hợp với buồng đệm hoặc là SMI. Còn nếu phối hợp kém thì chúng ta có thể sử dụng PMDI phối hợp với buồng đệm hay là SMI hoặc là khí dung. Và đối với những bệnh nhân mà không hít được như là tuổi cao rồi hạn chế về nhận thức thì tốt nhất là nên sử dụng PMDI phối hợp với buồng đệm hoặc là khí dung.
Thì đó là các cái hướng dẫn mà có thể giúp chúng ta thực hành trên lâm sàng. Với một cái dụng cụ Respimat thì người ta thấy rằng là có thể đưa ra các cái hạt có kích thước lý tưởng, rồi có cái tốc độ dòng phun khí dung chậm và thời gian tồn tại ở dạng khí dung dài, phân phối vào các cái đường thở xa tốt. Và ở đây chúng ta thấy nó có thể đi đến các cái đường thở ngoại vi. Và một cái nghiên cứu so sánh trên cùng một cái hoạt chất là thiotropium thì người ta thấy rằng với việc sử dụng Respimat thì cái phân phối vào phổi nó tốt hơn là một cái dụng cụ hand inhaler, là cái dụng cụ hít bột khô, và với cái liều thuốc sử dụng là thấp hơn và vẫn mang lại cái hiệu quả. Thì qua cái phần trình bày ở trên thì tôi xin phép đưa ra một số các cái kết luận như sau. Thuốc hít là một cái nền tảng quan trọng trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và việc lựa chọn thuốc hít phù hợp thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có các cái đặc điểm của dụng cụ, rồi đặc điểm của người bệnh. Và Respimat thì là một cái dụng cụ phân phối thuốc giúp tạo ra các hạt kích thước nhỏ, tốc độ dòng khí vừa phải và thời gian tồn tại ở dạng khí lung lâu. Phần trình bày của tôi thì xin phép được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng bài báo cáo của tiến sĩ Lê Hoàn.